Vâng, em chào trả bác Lan sáng cô ạ. Vâng, nhân ngày đầu tuần. Đầu tuần em chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc các bác nhé. Vâng, em hôm nay vẫn là về một số mặt hàng lan trồn rời. Vâng, chia sẻ với tất cả các bác ạ. Lần đầu tiên cho tên em là một mã trồn rời. Là trồn lá xếp các bác nhé, xếp là của Lai Châu nhé, em ở Lai Châu ạ. Cây số 1 này. Cây số 2. Cây số 3. Có từ 4 đến 5 cặp lá trở lên các bác nhé. Cây số 3 đây ạ. Đây có hai vài hoa này. Cây số 4 ạ. Mã này rất là đẹp các bác nhé. Cây nó rất là đều nhau nhé. Cây đều nhau này. Hoa thì đã tàn rồi. Bác chơi hoa mùa sau nhé. Mã số 1, 5 cây. Mã số 1, 5 cây 280.000 ạ. Mã số 1, 5 cây 280.000. Cây rất là to các bác nhé. Mã số 1, 5 cây 280.000. Bạn thấy có mã số 2. Có mã số 2 ạ. Có mã số 2 bác nhá. 2 này em có 6 cây này. Mã số 2 này em có 6 cây. Đấy các bác ạ. Cây rất là đều nhau nhá. Về các bác ghép thành một giò rất là to luôn cho bác này. Dạ, cây số 1 ạ. Em đã không bác bảo là rễ cây nó nhùng nhàng các bác nhá. Nhưng em sẽ không cắt tỉa đâu ạ. Vì rễ cây này sẽ đảm bảo là giữ nước cho cây các bác nhá. Trong quá trình vận chuyển thì rất là xa đến các bác. Nên em sẽ để nguyên rễ. Các bác đến nhà các bác sẽ tỉa và ghép ghép các bác nhá. Cái số 1 này. Cái số 2. Cái rất là to các bác nhá. Các bác ngắm này, người em đây ạ. To hơn cả người em các bác nhá. Các bác bảo là không đúng mặt hàng, cây bé hơn lúc em quảng cáo, nhưng không phải đâu các bác ạ. Đây bác ngắm nhá. Cái số 2 này. Cái số 3. Các bác ngắm nhá. Nó rất là xanh này các bác này. Cây số 3 này. Cây số 4. Cây số 5. Và cây số 6 các bác nhé. Cây số 6 này. Mã số A2 6 cây 280.000. A2 6 cây 280.000. A2 6 cây 280.000. Qua mã số thật ạ. Mã số A3. Hôm nay em rất là về rất là nhiều cây to bác nhá. Mã số A3 này cũng có là 6 cây bác nhá. Đây ạ. 1 2 3 4. Chỗ này 5 cặp lá các bác này, 5 cặp lá nhá. Cây số 1 này. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây này lại có cây này lại lá lướt rồi các bác nhá. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Cây số 5. Và cây số 6 các nhé, cây số 6. Mã A3 6 cây 220.000. A3 6 cây 220.000. Các em có mã số em có mã số A4. Cũng là 6 cây các bác nhé, cũng là 6 cây ạ. 6 cây. 1 cây này. 2 cây. 3 cây nhé các bác nhá. Đây là có 1 2 đấy cũng 5 cặp lá các bác này. 3 cây này. 4 cây. 5 cây và 6 cây, cái này dính vào nhau này nhá các bác nhá. 5 6 cây nhá. Mã số A4 6 cây 200.000. A4 6 cây 200.000. Các bác em có thể em có mã số A5. 1 ạ. 2 3 4 5 và 6 cũng dính nhau này các bác nhá. 5 và 6 nhá. 5 và 6. Mã số A5 6 cây 200.000. A5 6 cây 200.000. Bác em có bác thứ này mà có em có mã số A6 á. A6 em có tổ là 6 cây nhá, 6 cây này. 1 2 3 4 5 và 6 cây. A6 6 cây 180.000. A6 6 cây 180.000. Các bác, tôi có A7 ạ. A7 này em có tổng số là 10 cây các bác nhá. Em sẽ không đếm cây các bác đâu. 10 cây nhá. Đây các bác ngắm này. Đây tay em đây ạ. Bác ngắm nhá. Cây không phải là dạng bé đâu các bác. Đây các bác ngắm nhá. 10 cây
130.000. A7 10 cây 130.000. Để bà ngắm nhá. A7 10 cây 130.000. Mà em có bác số A8 ạ. Đây cũng là 10 cây các bác nhá, cũng là 10 cây này. Để các bác nhá. Các cây để đều như nào đây hết đấy các bác nhá. Để đều như nào đây ạ? Nhau đây ạ. A10 A8 10 cây 100.000 đồng. A8 10 cây 100.000 đồng. Các em có bác số thứ em có số A9 ạ. Cũng là 10 cây các bác nhá, cũng là 10 cây. Hôm nay em đếm số lượng là nó sẽ xen nhau các bác. A9 10 cây 100.000 đồng. A9 10 cây 100.000 đồng. Thế các bạn em có xem em có số A10 ạ. A10 này em có tổng số là 12 cây. Đây ạ, bác ngắm nhá. Đây, các cây đều như nào nhau hết các bác nhá. Đều như nào như nhau này hết nhá. A10 12 cây 100.000 đồng. A10 12 cây 100.000 đồng. A10 12 cây 100.000 đồng, một bó rất là to đấy, thao hồ mà ghép đấy ạ. Các bạn em có số thẻ là một số A11. Cũng là 10 cây các bác nhá. Tuyệt vời luôn, hôm nay em bán cho bác giá rất là rẻ luôn các bác này. Giá rất là rẻ luôn, cây vừa to lại vừa rẻ luôn. Mã số A11 10 cây 100.000 đồng. A11 10 cây 100.000 đồng. Vậy em có thể em có số A2 ạ. A12. A12 này em có là toàn bộ là hàng này là hàng dề hết các bác nhá. Hàng dề này. Đây ạ. Có một số cây lan lạ đây này. Các bác ngắm nhá, một số cây lan lạ đây nhá. Đây lan lạ rồi đây. Một cây này. Đây ạ, 2 này. 3. Dề này các bác nhá, 3 này, 3 dề này. Đây. 4 dề này. 5 này. 6 này. 7 dề này. 8 dề này. 9 dề và 10 dề đây các bác nhá. Tổng số là 10 dề nhá. Mã số 12. Tổng số là 25 cây các bác nhá. A12 25 cây 150.000. A12 25 cây 150.000. Thế các bác em có bác số thế là em có bác số A13. A13 này em có tổng số là 12 cây các bác nhá. Số là 12 cây này. Số là 12 cây. Để bác ngắm lại 12 cây nhá. 12 cây A13 100.000 đồng. A13 100.000 đồng. Thế các bác em có thể em có số mã số A14 12 cây 100.000 đồng. A14 12 cây 100.000 đồng. Một bó rất to như này các bác này. Rất to luôn ạ. Bác tha hồ mà ghép nhá. A14 12 cây 100.000 đồng. Và thưa các bác em có thể là mã số A15. Em có tổng số là 18 cây bác nhá. 18 cây cây bé hơn mã lúc nãy một tí thôi. 18 cây 100.000 đồng. A15 18 cây 100.000 đồng. Các bạn em có mã số thứ hai, em có mã số A16. A16 cũng là 18 cây các bác nhá. A16 cũng là 18 cây này. Đây các bác ngắm nhá. Cây không phải lại bé đâu các bác này. Cây phải lại bé, cây lùng lẳng ở tay em không phải lại bé đâu các bác nhá. A16 18 cây 100.000 đồng. A16 18 cây 100.000 đồng. Các bác em có thể em có số A17 ạ. Em có mã số A17. A17 18 cây cũng là 100.000 đồng các bác nhá. A17 18 cây 100.000 đồng ạ. A17 18 cây 100.000 đồng. Tiếp tục A18 cũng là 18 cây. Hôm nay em bán giá tương đối là rẻ các bác nhá. Tương đối là rẻ nhá. A18 18 cây 100.000 đồng. A18 18 cây 100.000 đồng. Các bạn em có mã số A19 ạ. Em có tổng số là 30 cây các bác nhá. Em có tổng số là 30 cây đây, bác ngắm nhá. Một em ôm to như này. A19 30 cây 100.000 đồng. A19 30 cây 100.000 đồng. Bác em có thấy mã số A20. Cũng là 30 cây các bác nhá, cũng là 30 cây ở đây các bác ngắm nhá. Cũng là 30 cây. A20 30 cây 100.000 đồng. A20 100.000 đồng. Các bạn có số A21.
cũng là 30 cây 100.000 đồng. Hôm nay em chỉ có 3 mã là 30 cây thôi ạ. A21 30 cây 100.000 đồng. Và thứ hai bác em chuyển sang một mã là mã hàng tơ bở sắc ạ. Đây em có hai khúc nguyên bản đấy các bác nhé, hai khúc nguyên bản đấy ạ. Đây là một cây này, bác ngắm thấy hai vòi hoa này. Hoa của tơ bở sắc này rất là thơm các bác nhé. Đây ạ. Rất là thơm nhá. Bác ngắm nhá, bông rất là to và rất là thơm nhá. Hoa màu tím trắng các bạn. Rất là đẹp luôn. Em có một cây này. Loại này thì có thể chơi cả lá này, chơi cả hoa và chơi cả rễ gió các bác nhé. Em có hai mã này. Bên này là có một dãy là 3 cây các bác, 3 cây này. Dù cây rất là bé nhưng mà vòi hoa để có rất là nhiều vòi hoa này các bác nhá. Mỗi cây để có một vòi hoa nhá. À đã có hai vòi hoa các bác, có hai vòi hoa liền. Vâng, cây này thì là cây nguyên bản nên hơi đắt một tí các bác nhá. Mã số A22 100.000 đồng. A22 100.000 đồng. Các bác em có một mã tỏa sắc giống ạ. Cho bác về ghép nhá. Đây, rất là nhiều như này. A23 21 cây 120.000. A23 21 cây 120.000. Bác em có một khóm này. Em có một khóm là thập hoa bác nhá. Thập hoa này, bác ngắm đây ạ. Rất là nhiều mầm luôn. Rất là nhiều mầm nhá. Đây là hàng nguyên bản bác nhá. Đây là hàng nguyên bản nhá. Đây các bác ngắm nhá. Hàng nguyên bản nhá. Hàng nguyên bản nhá. Đây là thập hoa. Hoa nó màu là màu tím bác nhá. Hoa màu tím này. Đây rất là nhiều mầm nhá. Em đếm phải có hơn 3 4 40 5 50 mầm này các bạn. Rất là nhiều mầm luôn. A24 100.000 đồng. A24 100.000 đồng. Vâng thưa các bác, em có mã hai mã Vanda. Cho các bác nào thích ghép Vanda nhé. Vanda này cũng là chơi lá, chơi hoa và chơi cả rễ các bác nhé. Đây là hoa đây, quả của một hoa năm xưa đây các bác này. Quả đây ạ. Em thấy là bông rất là to các bác nhé. Đây là Vanda Uyên Ương và Vanda Chanh các bác nhé. Lẫn với nhau, hai loại lẫn với nhau cho các bác có về ghép nhé. Em ghép lẫn với nhau này. A25 50.000 đồng cho các bác về ghép nhé. Em bán rất là rẻ luôn ạ. A25 50.000. Thưa các bạn, em có vẫn tiếp theo là vẫn là Vanda nhé. Em có hai mã thôi, hôm nay em có hai mã thôi. Vâng, em có Vanda Chanh và Vanda Uyên Ương nhé. Lẫn lộn với nhau hai loại này. A26 50.000. A26 50.000. Và cuối cùng là một mã là một bó ý ngọc bé bé xinh xinh. Cho các bác ghép thành một giò, cũng là thành một giò các bạn, cũng là không phải ít đâu ạ. Đây ạ. Không phải ít đâu các bác nhá. Đây bác ngắm này, không phải ít đâu nhá. Mã số A27 40.000. 327 40.000. Vâng. Đây cũng là mã cuối cùng kết thúc video của nhà em. Em kính chào tất cả các bác và cảm ơn các bác đã ủng hộ video của nhà em ạ. Em chào tất cả các bác nhé.